Lại xin chào toàn thể các bác và anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim bẫy trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho anh em là về cái bội nhốt chim mồi đất. Đối với cái bội này anh em mua về thì sẽ sử dụng nhốt được chim gáy này, chim ngói, đặc biệt là con chim bẫy này thì anh em đang ở ngoài miền Bắc đang đánh rất là mạnh. Anh em nào có nhu cầu mua về cái lụp này thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn cái này thì anh em thấy thực tế độ tàng hình rất là cao, để em quay cách từ chỗ máy quay đến chỗ con chim đây nó chỉ rơi vào tầm khoảng gần 1 mét thôi. Đấy, các bác chỉ nhìn thấy kiểu lớt phớt thôi. Con chim nó nằm ở trong cái bội này thì rất là tươi. Thì các bác muốn đánh được những cái đàn chim đông thì bắt buộc là phải có con mồi đất. Đấy, con mồi mở mắt này, đấy, thật kiểu như thế này thì nó sẽ xuống nó ăn cùng con mồi đất thì đàn nó sẽ chút. Đấy, còn nhiều anh em có điện đến mà là tôi đánh độc con mồi vỉ ấy. Đấy, con chim nó xuống cứ 1-2 con lại chàm lên. Đấy, bởi vì con mồi vỉ thì báo cáo anh em nào đánh thì cũng thường thường là sẽ khâu mắt đó. Đấy, thì chim nó không tươi và cái thứ hai nữa nó sẽ không đi lại di chuyển được. Đấy, thì muốn dụ được cả một đàn xuống rất là khó. Còn cái bội này nguyên liệu làm bên nó thì nó được làm bằng loại thép cực kỳ là bền nhá. Đấy, thép dẻo. Các bác cứ nhẫm xuống thì nó sẽ không bị bẹp và nó rất là nhẹ, độ tàng hình rất là cao. Cái hàng này thì anh em sử dụng thì đây nó sẽ có một cái cửa này. Đấy. Anh em chỉ cần mở cửa ra, bắt chim mồi vào, bắt chim mồi ra rất là đơn giản. Đấy, còn con mồi này thì anh em chọn cho mình là con chim bổi nhé. Đấy, muốn nó đánh nó thuần, nó không dẫy thì anh em lấy kéo, anh em cắt lấy một bên cánh của nó đi. Đấy, cắt bên cánh đi thì nó sẽ không bị kiểu như nó không nhát nữa. Đấy, thả vào thì nó sẽ không bị bốc, không bị sổ chim. Đấy, đút vào thì chúng ta chỉ cần đút như thế này thôi. Đó. Vào, ví dụ đây, cài vào như thế này thì con chim nó cũng không thể nào mà ra được. Đấy, nó đi khi chim đến thì nó sẽ ăn đi xoay tròn theo ấy. Đấy, còn về cái này giá cả của nó thì nhiều anh em muốn hỏi thì báo cáo đối với các bác là các bác đến nhà lấy thì nó chỉ rơi tầm khoảng 180 thôi. Đấy, 180 cái bội này. Đấy, con em gửi đi thì giá cả tiền cước của nó rơi vào là tầm khoảng 200. Đấy, thì rất là rẻ so với thị trường bán. Đấy, nhiều anh em thích đế bên dưới nhưng mà đế bên dưới là chạy là nhiều khi con chim nó bị vấp ngón nhé. Đấy, vấp ngón thì nó mắc chân đấy là đánh rất là khó. Đấy, các bác chơi cái loại trần như thế này nó vừa rẻ tiền mà cái thứ hai nữa là đấy, nó tiện hơn. Đấy, dưới thì nó sẽ có 3 cái ghim. Đấy, nó cái dài tầm khoảng 10 phân các bạn. Đấy, các bác muốn đánh ở cái nền đất thụt thì các bác có thể là chế cho mình thêm mấy cái ghim hoặc là bẻ những cây xung quanh ấy. Làm thêm 3 cái nữa thì chẳng là chắc hơn. Đấy, đấy rất là tàng hình. Đấy, còn quay cho các bác xem con vỉ. Đấy, con vỉ thì mình đánh điểm thôi, gọi nhấp nhô nhấp nhổm cho con chim ngoài nó biết thôi. Còn nếu mà các bác muốn đánh trần xì độc con vỉ này không ấy, thì tỷ lệ nó được đàn chim đông rất là ít các bạn. Đấy, chim chưa va thôi. Còn xác định va rồi đây các bác đánh này, thấy thực tế trên video là nó sẽ không tươi. Đấy, thường thường nó sẽ đẫu kiểu như thế này. Đấy, và chúng ta không bắt nó. Đấy, gọi là đây là đánh để cho nó báo những con xa thôi. Còn về gần rồi chúng ta chỉ cần đánh độc mồi đất thôi. Độc ở cái bội này. Đấy, độc cái bội này như thế này thôi là sẽ lĩnh trọn cả một đàn chim đông rồi. Ok nhé, bác nào cần thì các bác đặt hàng liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn nào bây giờ chào các bác nhé.